Nó chốt cái 21 à. Chốt rồi phải chịu giá người ta. Thì kia nó lựa cho ấy chút, nhẹ tay chút. Anh hai tưới ở đâu vậy? Tưới ở đâu vậy? Tưới cây đâu vậy? Ở ngoài cầu ấy, hôm qua ở ngoài nó chạy sình bọng đục gốm gác lớp nước này thành lòng chín đỏ cây chứ đã quá trời đẹp luôn. Quay cho mọi người xem đây, thành lòng chín đỏ vườn hết trơn này, quay chia sẻ cho mọi người xem nha. Vậy là tới một bữa hai bữa nữa là có cắt à, bữa nay 11 rồi hả anh ha? Tới bữa nay nó mai mốt cắt rồi, kia lại cắt rồi, mai về không, 3 giờ thì nó lại đây, 3 giờ thì đây thức rồi, chuẩn bị kéo bọn xe cộ, tới 3 giờ mấy 4 giờ thì nó qua. Trái thanh long nó chín nhìn nó đỏ đẹp thôi chứ. Năm nào cũng đám giỗ ngày mùng hai. Tưới lên nhìn chiếc thanh long đẹp đâu. Qua coi cái clip của anh đó, anh chia sẻ ở Tiền Giang dùng cái bọc bọc trái đó này. Bọc bọc trái mà
mà ảnh không không cần xài thuốc nhiều. Bọc trái rồi yêu cầu vuốt tay lần hai bọc trái rồi. À vuốt lần hai là bọc rồi. Vuốt lần hai là bọc trái thì cũng như mà xài đó. Ừ. Mà bọc của nó không có bọc kín như xoài nha. Nó bọc chỉ là bọc và chừa cái đuôi lại à. À, à, không có bọc kín. Rồi em có coi cái nguyên nhân mà cái trái hông gà nó bị nhỏ đó, nó không lớn đó, là do trời lạnh. Ảnh phân tích do không khí lạnh, trái nó sừng lại chứ không phải do phân. Trái này cũng đâu có nhỏ gì đâu, cũng vậy thôi chứ đòi gì nữa. Ừ, trái cũng tương đối lớn. Trái này chắc tầm 300 gram ăn lên là nhiều. Thì cái hàng em nói hàng từ thấp nhất á. Còn cái hàng lớn hơi nhiều so hơn đợt trước. À. Cái này chung nó đánh khoảng 2 tấn. Trái nhìn xum xê chứ ha, điều gan tới mùa thận là ông mới giữ nè, cái vàng tượng này nè, vàng tà vàng dây này giữ lớn nè. Bên đây cắt chừng chừng 5-3 bữa nữa chắc bên đây chín luôn hả này. Bên đây nó còn xanh nè. Chung nó tính đi ra hàng chợ. Trái thanh long này quá nặng luôn, nhìn trái này chắc có 800-900 gram. Cái video mình chia sẻ với cả nhà cái hình ảnh anh hai mà tưới ba cái thanh long ấy cả nhà. Mình kết thúc tại đây nha, hẹn mọi người lại video tiếp theo nha.